Nam Em diện váy dạ hội gần 1 tỷ đồng, sánh đôi cùng Lãnh Thanh. Tại gala chung kết của Vô Lăng Tình Yêu, Nam Em diện váy dạ hội gần 1 tỷ đồng để biểu diễn cùng Lãnh Thanh. Trải qua 10 tập phát sóng chương trình Vô Lăng Tình Yêu cho thấy sứ mệnh làm cầu nối cho các cặp đôi của mình. Trong đó, mối quan hệ của Nam Em và Lãnh Thanh được khán giả nhiệt tình ủng hộ. Nhất cử nhất động của cặp đôi đều khiến dư luận quan tâm. Thêm vào đó, hai ngôi sao cũng liên tục có những động thái quan tâm đến nhau trên mạng xã hội, càng minh chứng cho sự tiến triển tốt đẹp của hai người. Vốn là cặp đôi được nhắc đến nhiều nhất trong Vô Lăng Tình Yêu, Nam Em tiết lộ sẽ có màn trình diễn đặc biệt cùng Lãnh Thanh trong đêm gala chương trình. Đặc biệt, bộ đầm đính đá Sophie mà Hoa Khôi dùng để trình diễn trong tiết mục này có giá trị gần 1 tỷ đồng. Cũng tại đêm gala, Nam Em sẽ giải thích mối quan hệ giữa bi mắt. Còn Lãnh Thanh sẽ bày tỏ vì sao trên hành trình 10 tập vẫn không rõ ràng tình cảm với Nam Em. Trước đó, cô từng đăng tải trên trang cá nhân việc sẽ diện bộ váy này trong ngày trọng đại. Vậy là ngày trọng đại mà cô nhắc đến chính là ngày được biểu diễn với Lãnh Thanh trong chương trình gala. Người đẹp gốc Tiền Giang lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà Quê. Chúng tôi luôn mong muốn đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Giải Trí.